Thưa quý vị và các bạn, Chí Nang là một xã miền núi của huyện Lang Chánh, có 3 dân tộc Kinh, Mường, Thái cùng sinh sống. Ở đây tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao. Song với quyết tâm để người dân được tiếp cận và được chăm sóc sức khỏe ban đầu tốt nhất, chính quyền địa phương cùng với tập thể cán bộ y tế nơi đây đã nỗ lực không ngừng đưa Chí Nang trở thành một trong những xã dẫn đầu về y tế cơ sở ở Lang Chánh. Phóng sự sau đây sẽ phản ánh cụ thể vấn đề này. Phần còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh rối loạn trầm cảm. Thay vì đi mời thầy mo, uống lá rừng hay phải lặn lội hàng chục cây số lên trung tâm huyện như mấy năm trước, thì nay, mỗi khi ốm đau hay đi khám sức khỏe, bước đầu người dân ở Chí Nang đến ngay trạm y tế xã. Ở đây, họ sẽ được khám, tư vấn, cấp thuốc hoặc là nằm điều trị nội trú ngay tại trạm với những bệnh thông thường. Gần thầy có thuốc khiến ai cũng vui mừng vì vừa thuận lợi vừa giảm công sức, chi phí đi lại và còn góp phần giảm quá tải cho tuyến trên. Bản thân tôi thì với gia đình thì già thì cũng hay ốm đau, nhưng nhờ sự quan tâm của các y bác sĩ thì tận tình chăm sóc rất là chu đáo. Kể cả đêm hôm mình không lên được trạm thì điện các anh bác sĩ cũng xuống trực tiếp thăm khám điều trị cho gia đình tôi. Mặc dù đường xá đi lại khó khăn, mỗi nhà dân ở cách xa nhau, nhưng cán bộ trạm y tế xã Chí Nang, huyện Lang Chánh đã không quản mưa nắng, định kỳ đến tận nhà thăm bệnh nhân của mình. Sau những công việc tại trạm, bác sĩ Cao Văn Công đến tận hộ gia đình, gặp gỡ, nói chuyện và tuyên truyền cho bà con những chính sách về y tế, về ăn ở, hợp vệ sinh, nước sạch, phòng chống dịch bệnh. Người dân còn được thăm khám, theo dõi sức khỏe ngay tại nhà. Và những gì chưa biết, chưa hiểu cũng được người dân mạnh dạn hỏi kỹ cán bộ y tế để khi thực hiện chăm sóc bản thân được tốt nhất. Chí Nang là một xã miền núi của huyện Lang Chánh, toàn xã có hơn 2.500 nhân khẩu. Những năm qua, công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân trong xã luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện. Trong đó, trạm y tế xã được đầu tư kinh phí, xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu và một số ít hiện đại. Đó là sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ về chuyên môn của tuyến trên. Đặc biệt là cả một quá trình nỗ lực cố gắng không ngừng của tập thể cán bộ y tế xã. Và hơn nữa là trách nhiệm của chính quyền, nhân dân trong xã, luôn quan tâm đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Huyện xã Chí Nang đã xây dựng cái quyết định để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bà con nhân dân. Và bên cạnh đó đi cùng với quyết định thì ban chỉ đạo xã cũng đã xây dựng cái quyết định để ban hành quy chế để hoạt động của ban chỉ đạo. Và trong đó thì có nêu có phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí một cách cụ thể và chi tiết. Riêng đối trạm y tế xã Chí Nang thì về nhân lực thì cơ bản đáp ứng theo yêu cầu quy định của nhà nước. Vì số lượng cán bộ thì đủ tiêu chuẩn theo quy định. Thì cán bộ có nhiệt tình, trách nhiệm và có tinh thần trách nhiệm làm việc. Thì trong nhiều năm qua thì các y bác sĩ của trạm y tế xã Chí Nang đã góp phần đóng góp cho cái hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện rất là tốt. Thì các đồng chí trạm rất có tinh thần và phục vụ nhân dân rất là tốt trong nhiều năm qua, và nhiều năm qua được đánh giá là trạm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, và nhiều cá nhân thì được các cái thành tích khen thưởng từ cấp huyện đến cấp tỉnh. Báo cáo 6 tháng đầu năm cho biết trạm y tế đã tổ chức khám điều trị bệnh cho hơn 1.000 lượt người, làm tốt công tác quản lý điều trị bệnh không lây. Cán bộ y tế luôn bám sát chỉ tiêu trên giao để thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia. Hàng năm, 100% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng và trẻ em dưới 5 tuổi được uống vitamin A, tư vấn dinh dưỡng. 99% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Đặc biệt, đối với các chỉ tiêu tại cộng đồng cũng đạt và vượt kế hoạch. Nhờ đó, trong những năm qua, trên địa bàn xã không có dịch bệnh xảy ra. Hiện tại Chí Nang là xã đầu tiên của Lang Chánh đang chuẩn bị hoàn tất các chỉ tiêu để chờ thẩm định Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế giai đoạn 2030. Về cái vấn đề giám sát dịch bệnh, tình hình dịch bệnh hiện tại trên địa bàn xã thì tương đối ổn định. Trạm y tế thường xuyên cử cán bộ xuống với thôn bản để nắm bắt kịp thời những dịch bệnh mới xảy ra. Trên địa bàn xã thì trong năm 2024
6 tháng đầu năm thì cơ bản dịch ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Còn phương hướng trong thời gian tiếp theo là tiếp tục giám sát những cái dịch bệnh mới nổi để kịp thời và giám sát hạn chế những cái vấn đề nó không để khống chế bệnh xảy ra. Với những nỗ lực của tập thể cán bộ trạm y tế, sự đồng tình của chính quyền địa phương và nhân dân xã Chí Nang, tin rằng công tác y tế của xã sẽ ngày càng phát triển, xứng đáng điểm sáng về y tế cơ sở của huyện Lang Chánh, cùng với toàn ngành đưa công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân ngày càng đạt kết quả cao hơn. Thưa quý vị và các bạn, rối loạn trầm cảm là căn bệnh khá phổ biến hiện nay với các biểu hiện như buồn chán, tuyệt vọng, mệt mỏi, cô đơn, lo lắng. Đây là căn bệnh tưởng không nguy hiểm, nhưng nếu phát hiện muộn, người bệnh có thể dẫn đến tự sát. Do đó, rối loạn trầm cảm là bệnh lý cần được sự hỗ trợ từ phía gia đình, người thân và cộng đồng. Khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa hiện đang tiếp nhận điều trị cho trên 40 bệnh nhân mỗi ngày, trong đó có hơn 20 bệnh nhân mắc các bệnh lý về rối loạn trầm cảm. Các bác sĩ ở đây cho biết, đa số bệnh nhân vào viện điều trị với các biểu hiện như mất ngủ, buồn chán, lo lắng, không chịu ăn uống nhiều, nặng thì có ý định tự sát. Bệnh nhân trầm cảm thường có biểu hiện thường là ít nói, ít quan tâm, thích thú với những việc xung quanh, thờ ơ bàng quang với mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Bệnh nhân thì thường có những biểu hiện là buồn chán, lo lắng, đôi khi là có suy nghĩ tiêu cực, bi quan về cuộc sống, chán nản về tương lai. Và bệnh nhân thường dễ rơi vào tình trạng dễ để tự sát. Và bệnh nhân có thể có những cái ý tưởng làm hại bản thân mình. Và cái khả năng lao động cũng như là khả năng làm việc bệnh nhân giảm sút một cách trầm trọng. Bệnh nhân trầm cảm thì thường biểu hiện ở những cái nét mặt u buồn và cái dấu hiệu cảm xúc. Bệnh nhân có những cái hụt hẫng và thường xuyên là cho rằng mình là người không có năng lực, cũng như là có những cái dấu hiệu mà bệnh nhân nghĩ rằng bệnh nhân có thể cái chết sẽ làm cho bệnh nhân cảm thấy giải quyết được mọi cái vấn đề. Cuộc sống hiện đại ngày càng nhiều áp lực, do đó bệnh lý rối loạn trầm cảm có thể xảy ra ở cả lứa tuổi, vị thành niên hay ở người trưởng thành hoặc người lớn tuổi. Có rất nhiều nguyên nhân gây bệnh. Ở mỗi người có nguyên nhân gây bệnh khác nhau. Nguyên nhân của bệnh lý trầm cảm thì thường là những cái việc mà bệnh nhân có những cái thay đổi trong chất lượng về cuộc sống, như là bệnh nhân có những áp lực về hôn nhân, về kinh tế, về bệnh lý của mình, những cái bệnh thực thể khác mà bệnh nhân đang mắc phải, cũng như là những cái áp lực từ chính những cuộc sống thường ngày. Đây là những nguyên nhân chủ yếu để bệnh nhân xuất hiện những cái triệu chứng trầm cảm. Bệnh lý rối loạn trầm cảm có thể làm cho con người luôn suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, không lối thoát. Sau đó, người thân và gia đình cần quan tâm chăm sóc, đưa người bệnh đi thăm khám kịp thời. Về điều trị bệnh lý trầm cảm thì thông thường phác đồ hiện nay thì các bác sĩ sẽ sử dụng thuốc chống trầm cảm cho bệnh nhân. Bên cạnh đó tác động yếu tố về mặt tâm lý cũng như các giải quyết những vấn đề mấu chốt trong cuộc sống, như là căn nguyên từ yếu tố gia đình, từ vấn đề kinh tế, từ các yếu tố tác động khác trong những cuộc sống thường ngày của bệnh nhân. Đây là cái phương pháp điều trị chính và phải phối hợp từ gia đình, cộng đồng cũng như là từ phía cơ quan y tế để bệnh nhân có chất lượng điều trị tốt nhất. Để dự phòng vấn đề này thì trong tất cả chúng ta cần phải điều hòa mọi những cái vấn đề trong cuộc sống, từ chất lượng cuộc sống, chất lượng giấc ngủ, các mối quan hệ trong xã hội, cũng như những vấn đề mà yếu tố thúc đẩy đến tâm lý của mình, gạt bỏ những cái suy nghĩ tiêu cực trong cuộc sống, cũng như là mong ước đến một cái tương lai nó tươi đẹp hơn, và bỏ qua những cái vấn đề muộn phiền và tránh để bản thân mình rơi vào những trạng thái suy tư, buồn phiền nhiều trong cuộc sống. Những yếu tố này thì là sẽ dễ làm cho bệnh lý trầm cảm xuất hiện. Như vậy, biện pháp phòng bệnh lý rối loạn trầm cảm hữu hiệu nhất hiện nay đó là tạo môi trường sống thoải mái, vui vẻ, hạn chế những cú sốc quá lớn về tâm lý, đồng thời động viên họ tham gia các hoạt động thể chất, hoạt động tinh thần lành mạnh. Chuyên mục Y tế, Dân số và Sức khỏe xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.